Xin chào các bạn. Thật vui thì mỗi ngày Long đều có thể là đứng trong gian bếp của lớp Cuisine để chia sẻ những món ăn đến với lại tất cả các bạn. Và đặc biệt hơn là mỗi ngày chúng ta lại có thêm nhiều món ăn mới. Và một món ăn của ngày hôm nay lại là rất là đặc biệt, với cái tên gọi rất là quen thuộc như là cheeseburger. Nhưng mà burger phô mai hôm nay sẽ là một phiên bản mới, với là cheeseburger nhưng mà là súp. Và món ăn này có tên gọi là súp burger bò phô mai. Và để thực hiện món ăn này thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể thiếu những nguyên liệu có mặt ở đây. Đầu tiên đó chính là thịt bò bằm. Tiếp theo đó chính là kem chua, bột mì, bơ lạc. Ở đây Long có chuẩn bị sẵn một ít nước dùng, phô mai, ngò tây khô, cà chua, cà rốt, khoai tây, hành tây, cần tây và một ít lá quế tây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện những bước sơ chế đầu tiên. Khoai tây cắt vuông, cà rốt cắt sợi, hành tây cần tây để cắt xéo, cà chua colonie, tinh tinh. Và như vậy là chúng ta cũng đã cắt xong. Bây giờ là tới cái phần ướp thịt bò. Hạt nêm, tỏi băm, muối, tiêu, trộn đều. Và chúng ta sẽ ướp bò trong 15 phút. Vô bò, rồi mình sẽ để như vậy, không đảo nhiều, đảo thời gian bắt đầu để cho nó vàng, nó cháy luôn cái này lên không có dậy được mùi thơm. Mình sẽ không đảo quá nhiều để cho nó vẫn còn những cái cục to to. Tại vì nếu mà mình đảo nhiều quá thì nó sẽ bị nhuyễn ra. Rồi lúc này thì chúng ta sẽ cho vào một chút xíu bột. Bơ lại và để cho tới khi bên trong không còn đỏ. Đó, dễ màu, thơm, vẫn còn dính cục cục, cho ra dĩa. Rồi giữ nguyên cái chảo này luôn, bắt đầu cho hành tây cần tây vào. Tiếp theo cà rốt,
Và lúc này cho nước dùng vào, nước dùng xương ống, rồi xong rồi bò bỏ vô luôn. Và lúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục nấu và đem vào đây muối tiêu. Nấu trong khoảng 10 cho tới 15 phút. Sữa tươi không đường. Phô mai. Phô mai. Kem chua luôn. Kem chua. Và là đã đã. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nấu cho nó tan hết phô mai ra. Và chúng ta sẽ bỏ cà chua cùng với một ít lấy quế ta và lá quế tây. Ok, rồi quay đều lên, phô mai tan hết mình. Và lúc này thì Long đã hoàn thành xong món ăn của ngày hôm nay. Và quan trọng hơn hết là đã gọi là cheeseburger súp thì sẽ phải ăn kèm với lại bánh burger. Thì ở đây Long cũng đã chuẩn bị sẵn một cái bánh burger, chúng ta sẽ ăn kèm chung với lại cái phần súp. Và bây giờ đầu tiên thì vẫn là thử cái phần súp nào. Ở đây các bạn có thể thấy được là cái độ sống sánh của cái phần súp khi mà kết hợp giữa bột trong cái quá trình này. Chúng ta xào cái phần thịt bò nè, trong xào phần thịt bò chung với lại bột, rồi sau đó mình nấu chung với lại ít sữa cũng như là kem chua, và cuối cùng là cái phần phô mai khi mà nó tan chảy ra thì nó cho chúng ta có một cái phần súp. Thứ nhất là cái màu vàng rất là đẹp đến từ phô mai, cái thứ hai nữa là cái độ sống sánh với rất là vừa vặn cho đối với lại những cái khẩu phần súp. Còn bây giờ Long sẽ thử trước là cái phần thịt bò. Thịt bò rất là mềm, vị rất là thơm các bạn, khi mà được kết hợp với lại các loại thảo mộc. Ở đây có là ngò tây khô cùng với lại đây là cái lá mà Long cực kỳ thích và còn hay gọi nó là hoa hậu thân thiện trong làng thảo mộc. Bây giờ thì Long sẽ thử chấm chung với lại bánh mì. Chúng ta có thể tưởng tượng đây là một miếng burger. Đầu tiên chúng ta quét lên một lớp sốt, sau đó thì có cả cà chua nè, cho cà chua lên cùng với lại thịt bò, hành tây cũng có nè, hành tây và cần tây đây đây. Sau đó là một ít thịt bò, một miếng patty, phần nhân của bò. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ cho tất cả vào, cảm giác như là mình đang ăn một cái bánh burger thật thụ. Nếu như các bạn có thời gian, hãy thực hiện lại món ăn này tại gia đình của mình. Vì thứ nhất là vừa ngon nè, vừa nguyên liệu dễ tìm nè, mà lại rất bổ dưỡng cho sức khỏe, đáp ứng đúng 3 tiêu chí của chương trình. Và cũng như mọi khi, nếu như các bạn yêu thích những video clip của chúng tôi thì đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Love Cuisine để tiếp tục theo dõi những video clip mà Long sẽ chia sẻ, tiếp tục chia sẻ và sẽ chia sẻ trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.